Nặng quá nặng. Lên. Lên nè. Có sao không? Em hỏi giùm anh coi em gái tên tên gì? Em tên tên nó tên gì? Xin chào cả nhà. Mới gặp thằng bé mà nó nói những cái câu kỳ lạ đó các bạn. Nãy con gặp gì? Gặp chú đó chở cô gái mà. Cái gì? Chở cô gái mà. Chú nào? Cái chú ở trên đó. Chú đó ngoài kia hả? Ờ. Rồi con dẫn chú ra ngoài coi ơi. Thiệt không? Thiệt. Sao giống như con nói thiệt không nghe? Thiệt. Cái chú đó chở cô gái mà. Ờ. Ôi trời ơi. Cái chú đó làm sao đâu? Đó. À, chú mặc áo đỏ hả? Dạ. Hay chú mặc áo đen? Chú mặc áo đỏ. Chú mặc áo đỏ hả? Dạ. À. Con đi làm gì mà con đi bán số? Bán số hả? Dạ. Bán nhiều không? Con bán 100 vé. À. Mà con có gặp ma không? Mà con nghe nói ma con sợ gì? Dạ. Nghe thấy sợ quá. Nghe sợ chứ chưa gặp ha? Dạ. Sao tự nhiên cái bạn này đứng chân cái miếu ta? Đây là cái miếu, là miếu gì con? Có miếu nè. Miếu này miếu gì nữa con? À, có cái miếu nè. Rồi để chú qua chú hỏi cái chú đó sao mà nói con nói đi, con nói dốc không? Không. Không à? Dạ. Vậy con nghe chính miệng chú đó nói là chú chở ma. Dạ. À, rồi để chú qua bên gặp chú kia hỏi chuyện còn sao? Dạ. Cảm ơn con nha. Em hỏi đi chị, hết biết đường hỏi. Là sao gì các bạn? Cái này là anh nói là chiếc xe của anh đó là chở cô thêm một cô gái ma nữa. Cái chàng ơi. Mà cô gái đó mặc cái tóc màu đỏ, mặc áo màu đỏ, đúng không? Làm cô gái mà màu đỏ. Tính làm hả? Cái tóc màu đỏ. Tóc màu đỏ là sao ta? Tóc đẹp màu đỏ. Trời đánh cô gái đó. Là hiện tại là con gái đó. Hiện tại là em đánh con gái đó. Để nói cái ha. Dạ. Thì hiện tại là em đang đi chơi hay là đi làm gì? Cũng thấy kêu xuống nhỏ này nhỏ kia rơi nước mắt. Có nghĩa là gì nè? Là anh đang chở cô gái đi dạo vòng vòng, cô gái đó muốn đi đâu là mình chở đi đó đúng không? Chở vòng vòng hả? Hiện tại hàng ngày là mình đi vòng vòng ngoài đường đó, là mình chở cô gái đó, cô gái thích đi đâu là mình chở cô gái đi tới đó đúng không? Cũng không chịu ai hết, ngủ một mình bịt khẩu trang đang đội nón kết ngủ. Là ai là em hả? Hay là cô gái đó? Em hả? Vậy là em chịu cô gái đó hay sao? Thấy chở con gái hiền quá, con gái hiền quá chở đi chơi luôn. Nhưng con gái hiền quá chở đi chơi. Nhưng mà nặng xe quá. Thấy nặng xe quá. Cái độ nặng nó như thế nào? Thấy chở con đứa nặng. Cô gái đang ngồi trên xe luôn hả? Ngồi trên xe đó hả? Không có, đâu mình có thể dẫn chiếc xe thử kia. Dạ. Nặng xe quá. Dắt tới đi. Mất tiểu quá. Cái gì mất tiểu? Cô gái mất tiểu hay em mất tiểu? Đi dịch ra lái. Đứng đâu? Hai đứa con gái đứng đó hả? Trời ơi. Cô gái đứng đâu?
Thường ngày cái ngồi sao đâu. Rồi nó mày rơi nước mắt, khóc khóc chảy nước mắt. Ai khóc? Khóc chảy chảy nước. Sao nó lại nước sợ mắt. Khóc? Hử? Đi đâu làm gì nó đâu mà nó sợ nó khóc. À, cũng có làm gì nữa đâu. Không hãm nó. Cái gì vậy? Nó khóc. Con. Con kiếm đồng một. Kiếm đồng một con. Kim đồng 1 hả? Kim đồng 1 con. Kim đồng 1. Từ trong bụng 1 tuổi. Đi sanh đẻ ra là tự đặt tên là Kim đồng 1. Là nhộm đầu đỏ. Là 2 tuổi đi 1 nó muốn cưới gệ hãm. Rồi táp tết luôn là 700 ngàn là đổ bộ về bạn áo sao hoàng mua đồ nhậm đồ đỏ, nhưng mà gãy đầu học giỏi thành hơi giỏi gãy đầu và cho nên giờ đồ đỏ tới tao lấy cho anh hỏi là em nhà ở đâu gần đây không? Dạ nhà em quê ở đâu á? Nhà em quê Đà Nẵng có đường quẹo xuống và cuốn nước bị bắn. Bị sao? Bị bắn. Ai bị bắn? Bị cảnh sát bắn. Em à? Không. Mấy người nào bắn tìm kiếm nhà dữ lắm. Mình đang thắc mắc là vì sao mà chàng trai này cứ nói là mình chở theo một cô gái nè. Là em chở cô gái đó lâu chưa? Dạ. Chở theo cô gái là mấy năm rồi? Cũng nói im không đừng nhìn lại. Nói im đừng nhìn thấy. Im đừng nhìn thấy là sao? Là ở ngoài sao, phía ngoài sao chỉ biết là cô ba cô gái đã ở ngoài sao. Dạ sao em dạ. Sao em chắc là nó sợ chị cho nên nó rất có sau lưng em vậy. Dạ. Em tên trời đánh Kim đồng 1, cha anh đầu đỏ. Em là Kim đồng 1, dạ. Cha đầu đỏ. Dạ. Là ở ngoài. Kim đồng 1, Na cha đầu đỏ. Na cha hả? Cha anh đầu đỏ. Cha đầu đỏ. Cha anh hả? Dạ. Kim đồng 1, cha anh đầu đỏ. Dạ, có gậy. Có gậy lắm chứ. Kệ hãm. Tự nhiên nói có người không ở dưới bay lên dưới đất bay lên nhìn người nào hiền, người nào tốt, người nào dối gạt là dối trá là có con tới là giết nó chết, là chôn tấm hình đứng trận thiêu đốt từ từ hoài. Nếu mà nó chống lại với con thua nó là đốt nó chết liền, bất kể là người lớn hay người nhỏ, người trong bụng phái người tới giống như người ở cổ dưới lên. Dạ, người cổ dưới lên. Ê, gì em là người cổ dưới lên hả? Dạ chàng ơi, mình còn mình còn người thắng gì không? Còn chứng minh trả lời là em là chị gái còn cấp nhân lệnh là em trai. Cấp nhân lực lệnh. Dạ. Là chị gái mà cấp nhân lực lệnh là em trai là sao? Dạ. Ta dạ. Còn dưới bay lên lên đây là em là người cổ dưới, em lên đây em nhận lệnh, em làm việc gì vậy? Làm việc là ca hát mỗi ngày. Để phục vụ cho ai? Hả? Để phục vụ cho hết chân khách chiều cái nào là ca bản nào là bản đó, bản khác hát. Ồ, cái này là không cái... thuộc cũng gắn thuộc. Cái này là chị đang hỏi em chứ không chị không có hỏi bạn gái em nha.
Vậy là bà, em biết hát ha? Dạ em biết hát. À. Đâu em hát cho chị nghe bản nào vui. Dạ. Thời tiết đang nóng, khí hậu đang nóng, mình hát bản nào không? Hát bài nào cho mưa, có mưa ơi. Nếu khi xưa là nhau trong rồi, một ngã xe luôn nhà... rồi cái hát bình thường đi. Chàng quả đi theo chàng ăn dù giờ mấy câu tình ca đã không yêu là mơ. Khi gặp người là cứ làm ngơ. Khi đi phấn xa anh đèn nhại tắt sớm. Đã không yêu là mơ. Khi gặp người thì cứ làm ngỡ. Khi đi phấn xa anh đèn nhại tắt sớm. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau. Cảm ơn ông trời cao tha bền tự nhiên thấm màu. Ta sẽ nở trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Nhưng trên đó cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Nhưng trên đó ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Thế tôi chị hỏi là nãy giờ em gái đứng ở đâu vậy? Dạ. Em gái của em, bạn gái của em đó. Nó ở đâu vậy? Ủa, đâu mất tiêu rồi. Vậy là em nhìn thấy được luôn cái người đó luôn hả? Hả? Thấy. Em nhìn thấy luôn hả? Thấy. Rồi. Vậy là có nghĩa là cái chàng trai này có thể nhìn thấy người âm ha bạn nha. Dạ, thấy mà. Thấy được người âm, thấy được chàng trai thôi. Yên xe, làm cái yên xong rồi cuốn cho màu đỏ. Tại biết em gái thích màu đỏ, cuốn màu đỏ. Dạ em tính đi quét màu, quét màu khẩu trang. Quét màu khẩu trang. Ừ, quay giúp nữa. Có nghĩa là cho anh hỏi là chiếc xe này là em quấn mấy ngày rồi mà được mới được gì? Mua mỗi cái một chút. Mua mỗi cái một chút là mua ở đâu? Mua ở bên lòng chợ 2. Cái đường này chạy bên chợ 3 chút. À. Rồi lòng chợ bước 1 có đường hẻm nhỏ. À, mua ở lòng chợ 2. Bước 2. Cái đường này xe nhiều lắm các bạn. Dạ xe nhiều. Nghe nói là lầu xanh. Lầu xanh là kim đồng 1 là con. Còn ba chút nước hiện ra nguyên hình ra nữa. Ai hiện ra nguyên hình? Thằng đó đi chơi rồi. Cái gì? Thiên cơ? Đi chơi rồi. Mình cũng chưa hiểu gì mấy các bạn ơi. Chưa hiểu gì mấy luôn á. Là biết An Giang tỉnh này là miệng lưỡi dữ lắm, cười giỡn miệng lưỡi lắm. À. Nói ra ngoài nhiều lắm. Mấy con trai tối là về nhà ngủ hay là em ngủ đâu? Dạ. Buổi tối là về nhà ngủ hay em ngủ đâu? Tối chút đi về ngủ. Vậy là có nhà ha. Dạ, rồi ra làm việc. Có chị hỏi là em cái tay em đeo cái gì vậy? Cái này là gì vậy? Đeo giống cái xe. Dạ. Xe hay là cái chiếc nhẫn? Không phải. Không phải đâu. Để như vậy. Không phải hả? Dạ. Rồi hình như cái móng tay của em cũng sơn hay sao? Chị thấy đỏ đỏ nè. Có không? Cái cọng dây trên cổ em đeo là dây gì vậy? Cái này nè. Em đeo cái chát trên đây là gì vậy? Dạ. Em đeo để làm chi vậy? Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. À. Cái khăn băng con của chắc
đợt đá banh gì đúng không? Dạ. Năm nay mới đây hả? Lớn lớn tuổi nào, chỗ mã tuổi nào rồi đây? Vậy thì năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 15, 16 tuổi. Mấy tháng mấy ngày tới giờ này. Mấy ngày đấy. Ý là anh hỏi em á nhiêu tuổi rồi á? Dạ 15, 16 tuổi. 15, 16 tuổi là 31 tuổi đúng không? Dạ. Hay là 15? Không, 15, 16 tuổi. 15, 16 tuổi. Mấy lẻ mấy ngày? Lẻ không, ít coi lịch. Lẻ mấy ngày? Ít coi lịch. Ít coi ngày. Ít coi ngày là ít coi ngày lắm. Dạ. Chiếc xe này lạ dữ Tàn. Chiếc xe nè, cho chị hỏi để cho mấy người nghe luôn nè, chiếc xe này em chở ai? Nhỏ nào hả? Dạ. Gái hay trai? Cũng không thấy. Bích người. Mà nó là con gái hay nó là con trai? Chắc con gái không à. Chắc con gái không à. Vậy là mấy đứa được hả? Dạ. Mấy đứa được hả? 500 tỷ vạn thiên đất nước. 500 tỷ vạn thiên đất nước là sao tự? Dạ, có mình anh con à. Họ cưới 10 nó cưới con 17 đứa. Khó hiểu quá ta. Càng nói càng khó hiểu. Có nghĩa là em nói là em đang chở cô gái ma đi chơi. Cái yên đó sau đó là em trai này làm để chở cô gái ma. Có người nào cũng chở anh lên xe, nó bể bánh xe giờ cũng đi chở nữa. Ủa vậy không lẽ đi dọc đường gặp cô gái nào chở cô gái đó? Dạ. Gặp đứa ma nào cũng chở luôn hả? Chở mấy người khác, mấy thằng con trai đi chơi. Rồi chở gì rồi những cô gái đó có về ngủ chung với mình không? Ban đêm á? Có. Có luôn hả? Con Linh ở trên Sài Gòn cũng xuống đây ngủ nhà. Ý nó là những cái cô gái mà ma kìa có ngủ chung với mình không? Có luôn, nhưng mà cắt đứt sao trời làm gió thì con đẩy con thuyền phải không? Ở ngoài cắt đứt luôn. Vậy là thấy, cắt đứt vô tình thấy. Đúng không? Nhưng mà con ngủ. Con ngủ mà mấy người đó thức hay sao? Nó cũng mắt quỳ trận ngủ hoài ngủ không được. Nó kim đồng một giữ kiểu gì trời. Rồi giờ cho anh hỏi là cái bạn Linh ở Sài Gòn đó ngủ chung với em có làm gì em không? Ôm à ha. Dạ. Tại vì cắt đứt rồi. Dạ. Đẩy thay nhưng mà con lấy lại được hết. Lấy lại lấy gì? Cũng như lấy trong cái hình ảnh điện thoại alo đó, cái ảnh của con. Nhưng bỏ bên rồi. Mà bạn Linh đó là bạn gái hay là người yêu? Cũng xuống thăm. Xuống thăm mà là người mình chứ hay không phải là những cái dòng người hồn mình, ha. Người mình xuống thăm. Dạ. Xuống thăm ngủ chung chỉ ôm thôi. Dạ. Chứ năm nay mới 16 tuổi đâu được làm gì đâu. Chưa đủ tuổi nha. Hồi nãy có nói là làm cái gì với cô gái ma đó mà. Dạ. Có. Xuống nằm rồi cho 10.000 đứa cho 10.000. Em nói là em có làm gì cô gái ma. Rồi chữa bệnh cho con. Hồi nãy em nói là tối em làm gì cô gái đó, cô gái khóc hết. Đó. Nói chung là em nói chuyện mình cũng chưa hiểu gì mấy. Chưa hiểu gì nhiều. Nhỏ nào? Nhỏ em chở sau lưng á.
hồi nãy bà Ngan có nhớ tên em trai tên gì không? Cũng nhiều lắm. Em là hả? Cái gì? Kim Đồng 1. Kim Đồng 1. Kim Đồng 1. Rồi sáng về em ăn cơm chưa? Sáng về em ăn cơm chưa? Dạ ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi hả? Ăn cơm với gì? Hả? Ý. Ăn cơm với hồng vịt. Ăn cơm với hồng vịt. À, cơm đâu ăn? Dạ. Em nấu dạ. Hay sao? Không có, tại nó đem ra nấu. Rồi đi chơi gì là tối mới về. Dạ. Lạ quá ta. Lần đầu tiên biết được và quen biết được một người em trai tên là Kim Đồng 1. Dạ. Có chở theo một cô bạn gái 14 tuổi. Dạ. Nhiều cô lắm. Cô bạn gái 14 tuổi của em bây giờ nó trốn ở đâu rồi? Té. Ở đâu? Té. Nó té à hả? Dạ. Ôi chàng ơi. Ừ. Lên nè. Đỡ lên. À. Ừ, nó té rồi. Té. À. Vậy là chiếc xe nó ngã lúc nãy là em nói. Nặng quá nặng. Lên. Té nhỏ. Lên nè. Có sao không? Đang nói chuyện với cô gái, im lặng. Nó có sao đâu. Nó có sao đâu. Vậy thôi kêu nó lên xe chở đi chơi đi. Nó khóc cái gì vậy? Khóc không? Chút đi. Mình trò chuyện với em chút đi. Gái nói gì? Anh có sao đâu hai đứa. Em không sao đâu anh. Có sao đâu hai đứa. Có sao đâu anh. Anh không có sao đâu anh. Em không thấy dữ lắm anh khóc. Nó khóc dữ lắm anh khóc. Em hỏi giùm anh coi em gái tên gì? Em tên tên lâu vậy ta. Biết em gái đó người Việt hay là người nước ngoài mà hỏi tên nó chuyện lâu vậy. Tên nó tên Nhi. Tên Nhi. Tên đẹp quá vậy. Dạ. Cái Nhi bao nhiêu tuổi? Nhi bao nhiêu tuổi? Con Linh nè. Con Linh đó hả? Con Linh rồi. Bé Linh nhiêu tuổi? Linh nhiêu tuổi à con Linh? Mười tám. Bé Linh là 18, còn bé Nhi bao nhiêu tuổi? Thôi nói tiếng gái đi. 18. Nói tên gái đi. Ai không chạy. Dạ 18. Nói bé Nhi bao nhiêu tuổi? Con Linh.
Linh là 18 rồi, còn bé Nhi. Tính lại nhà thăm con. Thăm hết. Hết cái này con của bà sanh cũng thăm, cái này rủ ghen. Rủ ghen. Cũ lại nhà con thăm 10.000. Học sinh cũng lại nhà con. Thì hỏi bé Nhi sao chết vậy? Dạ. Nhi ơi. Sao chết vậy Nhi? Lên. Sao rồi mà cười với em? À, lên nè. Đang lên hả? Cái xác sao không bận áo, bận quần vậy trời. Lớn tuổi hả? Lớn tuổi ai nữa? Con lớn tuổi hả? Con của ai? Con em hả? Con con nhiêu tuổi? 16, 17, 15, 16 tuổi. Tết năm nay 10. Theo như cái cách em trai này nói chuyện thì giống như là có một cái người nào đó dựa vô cái người em này giống như là dạ. Có người dẫn đường đi. Dẫn đường đi nữa. Cái cách em trai này dạ, dạ, dạ. Cho nên hay xưng bằng con. Dạ con. Cái tay bắt ấn kìa. Dạ. Ừ, con có học chùa khác không mà sao tay con bắt ấn lia lịa chứ vậy? Không. Không hại ai, không làm gì hết. Chỉ tối ngày ngủ có tiền hút thuốc rồi về ngủ. Người tốt ở 10.000 hay 10.000. Nhưng mà con có đông đông tốt lần nhưng mà hết bệnh rồi tại tốt luôn. Mua đồ của người ta mới trả cho người ta hết. Sao bệnh vậy? Dạ. Sao bệnh? Không, con ngủ nướng thêm. Bị gì lâu chưa? Dạ. Dạ lâu rồi. Lâu là mấy năm? 4 năm. Rồi chừng nào con mới hết bệnh? Đó đó. Tại hàng này. Cái gì sao vậy? Nó đứng đó đó. Ai đứng? Nó đó. Sao đứng, sao chỉ nhỏ sau lưng là ai? Nó đó. Nó là ai? Nó đó. Đó đó. Nó phá con hả? Phá. À. Muốn trời đất mây xanh đó. Sao nó phá? Phá lắm. Phá sao? Phá sao phá, em? Phá bằng hẳn. Chị quay nó thật. Nó phá anh quay nó thật. Nãy nó quay nó rồi. Quay nó rồi. Nó đẹp trai mà, đâu phá đâu. Không, anh nhìn lộn ai á. Nhìn lộn ai hả? Anh nhìn kỹ á. Nhìn kỹ nó ha. Nhìn kỹ nè. Là có ai dựa nó nữa hả? Em đừng có về lại anh. Nè rồi ok được, rồi, kỹ phải không? Nhìn kỹ em phải không? Rồi. Em đó. Nhìn kỹ thấy em phải không? Dạ. Rồi em đi được chưa? Em nói được tiếng nước ngoài không? Dạ có. Yêu thương giờ đây cũng như trong đêm buồn đi đó đi. Em hát hai bài đi rồi em chở cô gái đi chơi ha. Hát hai bài đi. Hát hai bài giúp vui đi ha. Dạ. Hát bài gì nè? Hát muốn bành cũng họng. Hát con nào mà quanh cũng họng? Ở dưới này hát muốn hát hoài. Ở dưới này là ở đâu? Dưới đây. Dưới Trần Giang hả? Dạ. Là ở dưới đâu? Dưới ở đây. Ở dưới đất hả? Sáng giờ hát nhiều chưa? Dạ. Hồi sáng giờ hát nhiều chưa? Hát
Chưa. Hát chưa nhiều ha. À, hát hai bài đi rồi đi chơi. Dạ. Bài gì anh? Em muốn hát bài gì cũng được. Dạ. Trong thế sang nhân vui mừng đón xuân, chắc năng xuân năm nay được bội phần, dẫu ngày mai năm nay được bội phần, cùng chung chia sớm nỗi buồn của anh. Trong thế gian dân vui mừng đón xuân, bởi nàng dâu năm nay được thần hoàng, dẫu ngày mai năm nay được thần hoàng, cùng chung chia sớm nỗi buồn của anh. Tỷ năm nay em hơi lớn, nhân quấn thích bao lì xì, thỉnh phè áo đẹp mẹ cho, thỉnh đi hai lọc đầy đỏ, dương na ta xương cấm, cho đất nước ta mạnh dồi dào, ý mong ý đẹp chẳng tay gì, em biết yêu gọi chẳng. Một gừng quá mái nợ, một bầy chim én đưa tin, chúa xưng dũng chẳng thật là xinh, năm rồi em chăn gầm, năm này em mới tròn chăn, ý mong ước đẹp chẳng tay, đợi ta có ngang nhau ngày mai. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chẳng năng xuân năm nay được bội phần, dẫu ngày mai năm nay được thận hoàng, cùng chung chia sớm nỗi buồn của anh. Tuy năm nay em hơi lớn, nhân quấn thích bao lì xì, thỉnh thoè áo đẹp mẹ cho, thỉnh đi hai lọc này đó, dương na ta xương khấm, cho đất nước ta mạnh dồi dào, ước mơ giấc mộng quyền ương có, đòi cảnh làm tình thương. Dù mình sáng hay nghèo, điều mừng xứng ác hương say, ý mong hướng lòng chàng tay, ôm năng xứng trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân nụ hồng mong manh, đời ta có ngay trần gian. Trong thấy sáng sáng vui mừng đón xuân. Hát thuộc rồi phải không? Em trai nói sáng giờ hát nhiều rồi, khang tiếng rồi, bữa nào hát tiếp. Dạ. Rồi anh chào em nha. Dạ dạ. Chúc em sức khỏe nha. Dạ dạ. Giờ đi đâu nè? Dạ con. Uống phơi hả? Để sắp thêm có xa hơn, nghỉ xa hơn. À đi nghỉ xa hơi, đi quán cà phê nghỉ xa hơi ha. Dạ. Rồi dưỡng sức mai hát tiếp. Dạ. À, vậy là mình là ca sĩ ở trên xuống hay dạ. Dưới lên? Ở dưới lên. Ở dưới lên, à, ca sĩ ở dưới lên. Dạ. Rồi đi, mình cầu dưới. À. Rồi bye bye em nha. Rồi em đi đi. Dạ. À. Bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, chào ca sĩ nha. Dừng xe, 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 xe. Xe em ơi, xe. Rồi, bye bye em, đi đi, em đi đi. Ừ. Nhìn xe hát chạy nha. Ừ, xe không à bạn ơi. Ôi, chiếc xe lạ quá. Rồi chào em. Dạ. Đi chàng ơi nó chạy kìa.